Anh em nhìn vào đây nè, sức mạnh của đồng tiền nó nằm ở đây nè. Đó, cái cảm biến 100 megapixel medium format của Hasselblad. Và đây là một trong những cái cảm biến tuyệt vời nhất mà mình từng thấy được. Mình phải đóng nó ngay tại vì sợ nó vào bụi. Và chiếc máy này thì đương nhiên là mình không có đủ tiền để đền rồi. Nguyên cả cái combo mình đang cầm trên tay đây, nó có mức giá hơn 12.000 đô. Cái ống kính này nó sẽ rơi vào đâu đó 4.000. Và cái chiếc body này nó sẽ rơi vào đâu đó 8.200. Và đây là Hasselblad Medium Format X2D 100C. Cái sự khác biệt nó không quá lớn so với X1D và X1D Mark II. Ở đây chúng ta có cái tên của nó là X2D Handmade in Sweden luôn nha. Và hầu hết tất cả những chiếc máy của Hasselblad đều được làm thủ công ở Thụy Điển. Cả những chiếc rất là tuyệt vời, ví dụ như chúng ta từng biết trước đây như là X-Pen hay là 907. Và cái hệ thống ống kính mới của Hasselblad nó được thiết kế lại nhìn tinh gọn, nhìn kim loại hơn, nhìn trau chuốt và nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Đi kèm với lại cái chiếc body của X2D này thì nó rất là tuyệt vời luôn. Và ở dưới này thì chủ nhân cũng đã dán cho nó những cái lớp da của khắc tên. Bên này cũng là dán lớp da để bảo vệ những cái phần cổng của nó. Tí hồi thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn với anh em. Còn về cơ bản thì ngoại hình của nó cũng giống như là những cái chiếc full frame bình thường thôi, không có khác biệt gì quá nhiều. Thậm chí mình cầm vô cái chiếc này thì nó chỉ có cảm giác là nặng hơn là Nikon Z8 hay là Nikon Z9 hay là những cái chiếc body nó nặng nặng kiểu như là Canon R5 hay Canon R3 vậy thôi, chứ nó cũng không mang lại cảm giác medium format quá nhiều giống như là cái chiếc GH100 Mark II của Fujifilm. Anh em có thể thấy không, một body rất là nhỏ gọn, full kim loại, tất cả mọi thứ nó đều nhẹ nhàng. Nhưng mà bên trong của nó là một cái sức mạnh vô cùng lớn, cũng như là cái khả năng hoàn thiện rất là tuyệt vời. Từng đường nét về kim loại nè, cảm giác sờ nó rất là mịn, từng cái đường cắt của kim loại, ngay cả cái chỗ này để chúng ta gắn cái sợi dây vào á, nó cũng làm rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Những cái chi tiết phải nhìn bằng cái mắt thường á, anh em mới có thể cảm nhận được, kể cả những cái cổng kết nối ở đây. Ở đây chúng ta có một cái thẻ CF Express Type B nha. Và bản thân bên trong của nó đã có cái bộ nhớ trong lên tới 1T rồi, 1TB cho một cái chiếc máy ảnh. Và đây là một trong những bộ nhớ trong, không phải một trong những nữa, đây là cái chiếc máy ảnh có bộ nhớ trong lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và anh em thấy không, chủ nhân của nó thậm chí còn không mang theo cả cái thẻ đi ra ngoài đường để chụp ảnh nữa. Anh ta chỉ cần dựa vào cái bộ nhớ trong thôi là cũng đã tự tin ra đường rồi. 1T mà chụp quay cái gì cho hết trong vòng một ngày bây giờ. Đó. À, quên nói nữa là nó sẽ có một USB-C nha, để anh em cần kết nối, anh em cần sạc tự xuất qua cái cổng tether để làm việc với những cái máy ở trong những cái studio xuất hình ảnh trực tiếp lên màn hình, lên máy tính á, thì anh em có thể sử dụng cổng C này được. Đó, đó là toàn bộ những gì chúng ta có ở bên mặt trái. Còn ở bên cái mặt phải vẫn là một trong những cái bán cầm, nó rất là ergonomic luôn. Nó cầm vô là chúng ta biết phải làm gì. Nè, ở bên trong này nó được làm thụt vào một tí xíu, cầm vô rất là đã tay. Và cái bán cầm này được làm bằng da, da này da thiệt nha. Sờ vào đã lắm, không biết là da của con bò gì hay là như thế nào ấy, nhưng mà sờ vào nó có cảm giác là khác biệt hoàn toàn so với những cái loại da tổng hợp mà anh em từng sờ trên những cái máy nó hơi thương mại hóa một chút khác của hãng S hay hãng N hay hãng C gì đó. Nó khác biệt. Và ở trên này chúng ta có một màn hình nhỏ nè. Cái màn hình này khá là quen thuộc rồi, những đời trước thì nó cũng có. Và cái màn hình này có độ lớn là 1.08 inch, nó cực kỳ sắc nét. Và cái màn hình phía sau này, đó, nó khởi động lên Hasselblad rất là nhanh luôn ha. Nếu như anh em đã từng xem cái bài trên tay trước của Cua Hiệp dành cho chân X1D á, thì nó khởi động lên là khá là chậm. Nhưng mà bây giờ nè, để mình tắt lên nè, khởi động lại nè, rất là nhanh luôn. Và đây là một trong những cái chiếc medium format có khả năng chụp, có khả năng lấy nét nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Và đây là cái màn hình phía sau của nó. Và màn hình này cũng lật được luôn nha. Nó chỉ đơn giản là lật thôi, chứ nó không lật lên để selfie hay là chúng ta xoay ngang xoay dọc để chụp cái gì hết. Nhưng mà cái lật như vậy thôi là cũng đã tốt lắm ở trên một cái chiếc medium format giống như thế này rồi. Và từng cái khớp lật á, nó cũng cho ta từng cái mức độ nó khác nhau. Anh em có thể thấy không, lật từng cái là nó sẽ nằm chết yên ở cái vị trí đó luôn. Toàn bộ những cái nút bấm ở phía sau này nó được nằm ở phía bên phải. Chúng ta có nút xem hình nè, chúng ta có nút này để thay đổi những cái thông số ở trên cái màn hình. Chúng ta có một cái nút ba gạch ở đây để vào cái menu của nó. Ở đây thì màn hình cảm ứng anh em có thể thay được các chế độ chụp nè, manual, aperture, shutter, AP gì đó ha. Ở đây chúng ta có thể thay đổi được tốc độ nè, F nè, khẩu độ nè và rất là nhiều thứ khác. Gạt qua một cái thì bên này là toàn bộ những cái phần menu mà anh em có thể điều chỉnh được, thay đổi focus nè, hình ảnh RAW hay là JPEG, tất cả các thứ. Và đây là một cái chiếc máy có thay đổi được bit màu. Anh em có thể thay đổi chọn 14 hoặc là 16 bit màu. Một cái chiếc medium format 16 bit màu, một trong những cái điểm nâng cấp tuyệt vời từ X1D lên X2D. Bên này chúng ta có storage đang chống tới 788GB free trên 946GB.
Tức là cái dung lượng 1T của nó sẽ chiếm đâu đó khoảng độ 50GB để dành cho những cái setting hệ thống gì đó. Có power nè, có general nè, anh em có thể custom được rất là nhiều thứ. Và nãy giờ anh em thấy là mình dùng cái tay mình cảm ứng nó rất là nhạy, nó rất là nhanh. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái app dùng với Hotspot để sử dụng trên những cái chiếc điện thoại Android, iPhone. Và đó là một trong những cái trải nghiệm app tuyệt vời nhất mà mình từng thấy từ một cái màn ảnh trên một cái chiếc điện thoại. Ở phần mặt sau thì còn lại chúng ta sẽ có một chỗ để mic thu nè, một cái EVF 5.76 triệu điểm ảnh, và chúng ta sẽ có những cái nút bấm ví dụ AL, AFD và một cái dial để xoay, để di chuyển những cái chức năng hoặc là xem ảnh. Ở bên trên này thì ngoài cái logo là X2D ra thì chúng ta sẽ có một nút bấm M nè, chúng ta sẽ có một nút bấm để chuyển ISO, hoặc cái vòng này anh em cũng có thể chuyển ISO hoặc là chuyển những cái thông số khác tùy vào cái cách thiết lập, và một cái nút bấm có chữ H ở đây màu cam, cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ đẹp, một trong những cái biểu tượng của Hasselblad. Và anh em nhìn vô cái nút này thôi cũng đã biết được đây là một cái chiếc máy Hasselblad rồi. Ở phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái vòng xoay nữa để anh em có thể cũng custom tùy theo ý thích của anh em. Tức là anh em thử tưởng tượng nó giống như là cái chiếc Leica SL2, Leica SL2S hay là Leica S3 Type 007 vậy đó. Nó sẽ cho anh em custom được rất là nhiều thứ. Anh em có thể tùy chỉnh những cái bánh răng, tùy chỉnh những cái nút dial này tùy theo ý thích của mình mà không phải cố định ở một cái setting nào cả. Nó hơi khác biệt so với Fujifilm hay là Sony ha. Và đây là một trong những cái thiết kế mà mình đánh giá rất là cao để cho người dùng có thể custom được khá là nhiều thứ. Rồi, quay trở về cái mặt trước này á, thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái nút để anh em có thể chuyển từ chế độ A, chế độ M, hay là anh em cũng có thể custom được một vài thứ. Và bên này là cái nút để anh em có thể lấy cái slide ra, ngay ở đầu video mình cũng đã có giới thiệu. Đó. Và phía bên trên này là một cái logo Hasselblad rất là quen thuộc. Rồi, quay trở xuống cái mặt dưới cùng này thì đây là cái viên pin của cái chiếc máy. Để mình tắt nguồn nó đi. Ok, shutting down. Rồi, mình sẽ lấy cái viên pin ra và cho anh em thấy. Quen thuộc không anh em? Giống như cái thiết kế của những cái chiếc Hasselblad trước đây, hoặc là nếu mà gần hơn anh em nào mà xài Leica thì cũng thấy nó giống với lại Leica Q, Q2, Q3 hay là SL2 gì đó. Đó, lấy cái viên pin ra như thế này, và một cái viên pin này Hasselblad công bố là cái chiếc máy này nó có thể chụp được 420 bức hình. Cũng con số khá nhiều đối với một cái chiếc máy full frame đó chứ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói tới cái cuối cùng ở trên toàn bộ cái tổng thể cái chiếc máy này, đó chính là cái phần ống kính. Đây là một cái chiếc ống kính XCD 55mm, và nếu quy đổi ra tiêu cự trên full frame thì nó sẽ có tiêu cự là khoảng 43mm. Tức là bây giờ đây anh em có một góc nhìn nó hơi rộng hơn một chút, nhưng mà độ 3D, cái hiệu ứng hình ảnh nó sẽ là 55mm. Đó là một trong những cái lợi thế rất là lớn mà khi anh em xài medium format. Và khi mà lắp cái chiếc ống kính này ở trên cái combo X2D 100C thì mình có thể thấy là đây là một trong những cái combo nó match với nhau cực kỳ tuyệt vời luôn. Nếu mà mình có tiền, nếu mà mình trúng số, nếu mà mình có 300 triệu trong tay thì đây sẽ là combo mơ ước của mình. Một cái chiếc xe hơi đang nằm trên tay của mình ha, một cái khối đen sắt như thế này. Nhưng mà khi mà anh em cầm vào cái sản phẩm này, anh em có thể hiểu được vì sao nó có mức giá cao tới như vậy. Mức độ hoàn thiện, mức độ trau chuốt, chất lượng hình ảnh, anh em có thể xem rất là nhiều hình ảnh mình đã test trong vòng một tiếng vừa qua. Mình đi mình chụp khá là nhiều nơi, mình chủ yếu là mình chụp màu sắc cho anh em, không phải là chụp đường phố, không phải là chụp cái gì nó quá cao siêu, chỉ là cho anh em xem cái chất lượng hình ảnh của nó. Khi mà trên bức ảnh đó nó có nhiều màu thì cái chất lượng của bức ảnh 16 bit màu và chất lượng của một cái chiếc máy medium format nó khác biệt như thế nào so với một chiếc máy full frame, một chiếc máy crop, một chiếc máy 14 bit hay là một chiếc máy 10 bit. Đó là cái sự khác biệt, đó là khi mà cái đồng tiền nó lên tiếng. Một cái video trên tay rất là nhanh về cái combo XCD 55mm cũng như là chiếc Hasselblad X2D 100C, một trong những cái sản phẩm tuyệt vời. Và mới đầu năm thôi mình đã được trên tay một cái combo rất là mắc tiền như vậy. Hy vọng trong năm nay mình sẽ có dịp trên tay nhiều cái sản phẩm khác của những cái nhà sản xuất danh tiếng, ví dụ Hasselblad, ví dụ như là Leica, ví dụ như cả Phase One nữa. Mình rất là thích những cái chiếc Phase One large format, và nó nếu mà có cơ hội thì sẽ rất là tuyệt vời. Đây là một bài trên tay rất là nhanh, và hy vọng anh em đã có đủ thông tin về cái combo mà mình đang nói tới này. Nếu mà có thêm thắc mắc gì thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng mình trả lời hết tất cả những cái thắc mắc của anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.